Sau hàng nhà đầu đĩa xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2021. Phải nói là thời tiết hôm nay nồm ẩm rất kinh khủng. Cách đây tầm khoảng hơn nửa tiếng thì cái gian phòng này em độ ẩm vẫn báo là 99 các bác nhé, kịch số luôn. Kịch số luôn ạ. Đấy. Thông hết cả gian phòng học ngoài này nhé. Mặt sàn này của em là 80 mét vuông và thông lên cầu thang này. Đấy. Rất là rộng. Đấy, mà em chạy con hút ẩm chân voi này mới được khoảng tầm chắc lấy giờ được, nên là bây giờ là 7 giờ 10 và khoảng được 40 phút ạ. 40 phút đến 50 phút mà đã giảm đi được 9% độ ẩm rồi. 9% độ ẩm. Mà lấy nó báo 99 là kịch đây, còn không biết nó đến bao nhiêu nữa, nhưng bây giờ đã giảm cho còn 90 này các bạn này. Đấy. 90 nhé. Phải nói là hút ẩm rất khủng bố luôn. Nhà thì khô ráo hẳn luôn. Đây, mình hút có một tí mà là đá nước này, đây là em chút bình ra cái này, chút bình ra là ngăn lốc. Đây, mới hút có một tí rồi mình đã ngăn này nước. Con này với cái độ ẩm cao của Việt Nam mình thì một ngày là phải hút đến tầm 30 lít. Tầm 30 lít các bạn nhé. Con này chạy cực khủng luôn. Đây là một cái con chân voi vừa về buổi chiều nay có đăng lên lại máy, hoàn toàn chưa lau chùi vệ sinh thì nguyên bụi nhặt. Vừa về xong mang về nhà hút test thử chạy luôn. Tình trạng máy cũng nguyên bản còn rất là đẹp. Vỏ viết này chỉ cần lau chùi qua cái thôi thì long lanh luôn. Một con hút chân voi. Con này nó 14 lít một ngày nhưng mà theo cái độ ẩm 60% của điện 100V, còn đối với điện hay với độ ẩm 90% của mình thì nó phải hút được một ngày 30 lít các bác nhé. Đây là một con chân voi rất là hiếm, nó dòng hot nhất, khủng nhất của thị trường hút ẩm. Con này có các cái chế độ cài đặt hút ẩm, ví dụ các bác muốn trong nhà các bác hút tự động xuống bao nhiêu phần trăm, 65 này hay là 60 hay là 55, 50 hay là 70 thì các bác ấn này thì nó sẽ tự động, nó đến đúng 65% độ ẩm ở nhà thì máy sẽ dừng, và khi nào độ ẩm tăng lên thì máy lại chạy. Trên máy có rất là nhiều các cái chế độ hút khác nhau, có hẹn giờ thấy đầy đủ này, hẹn giờ tắt, các nút chuyển các chế độ hút khác nhau. Đây, một con máy phải nói là rất là vip luôn. Đây, rất là nhiều chế độ hút các bạn nhé. Con này chân voi hút rất khủng, máy còn rất là đẹp. Đây là dàn các bạn, ui rồi, dàn con này thì như mới nhá. Rất tiếc là không bật đèn flash không nhìn được, nhưng con này nhìn qua đây thấy dàn như mới các bạn nhé. Đây, dàn cực mới luôn. Đầm chân voi khủng nhất, vip nhất thị trường. Quay sách. Đây. Con này điện của nó 100V đấy ạ. Con em bán 4,8 triệu nhé. Các bác nào có nhu cầu lấy các bác liên hệ. Em sẽ lau chùi vệ sinh có mỗi một chiếc rồi. Ra 4,8 triệu chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn đâu. Chào các bác.